chiều hôm nay thi học kỳ cuối, với bao nhiêu lo toan trên đường tương lai. Chị công nhân đang vào nhà máy, từ phương xa cha già hàng ngóng, chờ đứa con lâu nay chưa có gì về nhà. Từ xa xa có một bà lão, kìa đôi vai đang oằn nặng xuống, gánh sau hôm nay vẫn chưa đưa bao nhiêu. Quần bên cao bên thì thật thấp, miệng giáo to tay cầm tập số, thằng bé rất mong ban nhanh để đưa về nhà. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta say ngon giấc, có anh nên có những bữa cơm ngon lành. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta tung chân bước, có tiếng hát có những phút say yên bình. Dù đêm khuya hay trời vừng sáng, dù đi xa hay kề gần xa, thì bước chân tôi cũng luôn mong được về nhà. Trắng có hay chăng phương xa mẹ già đang mong, một ông kia gương mặt hạnh phúc, cầm trên tay hoa quả và nến, tặng đứa con thơ rất mong cha mình. Cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta say ngon giấc, có anh nên có những bữa cơm ngon lành. Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta tung chân bước, thì bước chân tôi cũng luôn mong được về nhà, bước chân tôi cũng luôn mong được về nhà. Ngày đó cha tôi mang
bánh chưng bên hiên nhà, kiểu mùa hoa nữa đang trở về. Ngày đó chim tung bay khắp trời, dòng thời gian đã qua bao nhiêu mùa hoa và lá, nắng xuân sang rạng rỡ, gió mơn mơn cánh đào như dáng ai. Mùa cũ đã đi qua tháng ngày, giờ mùa hoa nữa đang quay về. Cho bé lại nỡ thương ngày đó, nhìn cánh hoa mai nơi góc tường, chợt nhớ cánh hoa đào lúc xưa, nồi lá ai đun bên hiên nhà, mùi hương đêm khiến đôi mi. Trong cánh tay
được như lúc thơ xưa, đưa bước chân tôi đi về với. Để biết khi tay còn run, ngồi suy xoa tay mất ơn. Mẹ đáp chân cho con, mẹ hát câu ru ơi, về phải đâu như lúc xưa. Nơi quê sân nhà tôi vang tiếng chuông từng hồi. Chàng đến bên nàng nỡ như từ rất lâu.
của nàng say đắm trong men tề. Ngàn ngày khốn khó, tâm vương ta làm đầy nóng ta, cho đến
đời